Vâng, xin được chào mừng tất cả các bạn. Và đây là như đã hứa trong video lần trước, thì hôm nay mình xin được hướng dẫn các bạn làm động tiêu bằng ống nhựa PVC nhé. Các bạn cần có một ống nhựa PVC phi 27 loại bình minh và có kích thước lòng trong là 21mm. Trên thị trường có hai loại, loại thường và loại tốt, thì các bạn nên chọn loại tốt nhé. Vì loại tốt nó có độ dày tương đối nên sẽ cho ra âm thanh chất lượng hơn. Điêu ống của các bạn có độ cong thì các bạn đưa phần bụng cong lên phía trên để khoét lỗ nhé. Và một số dụng cụ dùng để đo và khoét lỗ. Thank you.